Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube channel Triều Trần Cuộc Sống Canada tại Saskatchewan nha. Thì cách đây vài hôm mình có vào trong thư viện ở gần nhà của mình á, thì mình thấy được một số cái thông tin về đây là địa điểm của những nơi mà sẽ phát đồ ăn cho bất cứ ai tới đó vào đúng cái giờ mà người ta mở cửa, thì người ta sẽ phát thức ăn á, có thức ăn sáng và thức ăn trưa, hình như là cũng có buổi tối luôn, không phân biệt giàu nghèo hay là vô gia cư hay là có gia cư gì hết. Cứ ai tới và có nhu cầu thì họ sẽ phát thức ăn thôi. Cho nên là mình nảy ra một cái ý định là mình sẽ ghé thăm một vài chỗ ở đây đó để xem thực sự là có đúng như trong cái tờ rơi quảng cáo này không nha. Thì trên tay mình là đang cầm cái tờ rơi mà mình thấy được ở trong thư viện đó các bạn. Đây là Saskatoon Community Resources, mình tạm dịch là nhu yếu phẩm cho cộng đồng ở Saskatoon nha. Đây là phiên bản dành cho cái mùa Covid-19. Thì ở đầu tiên là các bạn thấy là có cái food services nè, tất cả các lứa tuổi, là cái nơi mà cung cấp thức ăn á, thức ăn sáng, thức ăn trưa, thì có rất là nhiều địa điểm đó. Các bạn thấy là mình đếm chắc cũng phải hơn 10 chỗ á. Thì có cái chỗ là Saskatoon Food Bank á, thì cái chỗ này là nó rất nổi tiếng và nó cho nhiều đồ ăn lắm. Thì mình sẽ làm riêng một cái chủ đề food bank riêng nha. Còn hôm nay thì chắc mình review một số cái chỗ mà cho đồ ăn. Ví dụ như là mình thấy cái chỗ là prairie ham reduction nè, thì có thể drop in và cà phê từ thứ Hai đến thứ Sáu 10 giờ rưỡi sáng tới 4 giờ chiều. Còn cái chỗ Fritz trên đường 20 á, thì có ăn sáng breakfast thứ Hai 8 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng, thứ Ba đến thứ Năm là 8 giờ 15 sáng tới 10 giờ sáng. Coffee and snack, ăn nhẹ đó, thì thứ Hai đến thứ Sáu là 10 giờ tới 11 giờ 30. Còn buổi trưa là từ thứ Hai đến thứ Sáu 12 giờ đến 2 giờ trưa. Một lần cho phép là 14 người vào, mỗi người là 15 phút đó. Thì ngoài ra là có rất là nhiều cái địa điểm khác đó, ví dụ như Salvation Army nè, hoặc là Saskatoon Indian Metis, vân vân, rồi Jeff Good Food, vân vân đó. Ngoài ra thì trên cái tờ rơi này mình còn thấy một số cái thông tin là transportation, rồi nếu mà là ai mà có trẻ sơ sinh á, infant needs á, thì ở đó họ có cung cấp một số cái dịch vụ như là baby food, rồi sữa công thức, rồi khăn, vân vân đó. Còn nếu mà mình cần cái chỗ tắm rửa vệ sinh này nọ đó, thì có cái mục personal hygiene đó, thì có một số cái địa điểm và cái giờ mở cửa, cũng như là số điện thoại để mình gọi tới nè, vân vân. Ví dụ như cái chỗ lighthouse thì nó là free toiletries đó. Ngoài ra là có những cái số cái đường dây hotline sau cái giờ hành chánh đó, gọi là after hours services đó, thì sau 5 giờ chiều và những cái ngày cuối tuần. Thì nếu mà mình có cái gì thật sự cần thiết á, thì mình có thể mình gọi tới để mình hỏi thăm đó. Rồi cái mặt sau của nó là ngoài ra có thêm một số cái thông tin khác nữa, quần áo nè, rồi cần nhu yếu phẩm về y tế, sức khỏe, Covid-19 test and assessment nè đó, cái chỗ cung cấp dịch vụ test và đánh giá cái Covid đó. Rồi emergency shelter, cái chỗ ngủ khẩn cấp đó, detox center, chỗ giải độc, vân vân. Rồi mental health, có một cái này mình thấy nó hơi thú vị nè, needle exchange, là dành cho những ai mà chích nha, chứ không phải là hút nha, nặng hơn rồi đó, chích đó nha. Thì nếu mà bạn muốn chích một cách an toàn, không phải, mình không phải ý nói là mấy bạn nha, mình nói là những người ở đây mà người ta có xài kim tiêm á, thì người ta có thể tới cái chỗ ví dụ như là STC Health Center, người ta lấy cái kim tiêm mà sạch sẽ, không có xài chung với nhau á, để tránh lây bệnh cho nhau á đó. Thì ở đây là mở cửa 7 ngày một tuần, xin lỗi, từ 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều đó. Tới đó là lấy kim tiêm, rồi bơm thuốc vô đó, rồi phê ha đó. Thì ngày hôm nay thì cái dự định của mình chỉ là đi tới một số cái chỗ để mà coi có thiệt là người ta cho mình ăn không đó. Rồi nếu được thì mình quay phim, chụp hình, số hình ảnh cho mọi người xem nha. Mình đang đứng trước ở cái chỗ Friendship Inn nè mọi người. Cái chỗ này mình đọc cái tờ rơi á, thì họ bảo là phát thức ăn trưa bỏ trong bịch từ 11 giờ rưỡi cho tới 1 giờ rưỡi chiều. Bây giờ là chắc khoảng 11 giờ 35 rồi, để mình qua bên đó mình lấy thử cái túi ăn trưa rồi review xem thử coi ở trong đó nó có cái gì nha. Đi vô bên trong. Thế ai cũng cầm bịch túi đồ ăn trưa nè. Ở đây có chỗ để làm ấm là 7 rưỡi đến 8 giờ sáng, ăn sáng thì 8 giờ, ăn trưa thì 11 giờ rưỡi. Đây là cái túi đồ ăn trưa mà mình lấy được đây mọi người. Cứ vô rồi lấy, cũng không ai hỏi mình tên tuổi hay là chứng minh nhân dân gì hết trơn á. Có cái chỗ để cho mọi người ngồi lại ăn nữa. Còn nếu mà ai không thích ngồi lại ăn á, thì lấy cái túi này đem về. Mình không có nhiều thời gian á, cho nên mình cũng không có ngồi lại ăn. Và với lại cũng nhiều người quá mà khó chụp hình lắm, mình không có dám chụp hình ở bên trong đó. Thì có sandwich nè, ở trong rồi còn cái cookie rồi trái táo với lại bịch snack. Cái phần ở lại ăn lại thì nó nhiều hơn. Rồi người ta còn hỏi mình là có muốn lấy thêm cái gì hay không. Mình cũng không có muốn lấy nhiều quá đó, tại vì khi không ăn hết nữa thì lại uổng, cho nên mình chỉ lấy một cái túi cơ bản như vậy thôi nha. Đó, ở bên ngoài là chỗ Friendship Inn đó, nơi trú ngụ tình bằng hữu, đại khái vậy. Rồi chắc là mình đi thêm một địa chỉ khác nữa, rồi bữa khác mình sẽ donate lại cho mấy cái tổ chức này đó, để người ta có cái quỹ để người ta ủng hộ tiếp những người khác. Mình thì mình chỉ đi để mình quay chương trình chứ còn không phải để lấy đồ ăn nha, tại mình có rồi. Mình đang ở cái chỗ thứ hai mà mình tính đi, đó là các bạn thấy là Christ on 20th nè. Đó thì cái đây cái chỗ này nó đây đó, để mình băng qua đường mình đi lại chỗ đó mình coi thử nha. Ở ngoài của chỗ The Fritz nè, các bạn thấy có một câu khẩu hiệu là God body sharing the unconditional love of Jesus. Chắc có liên quan tới mấy tổ chức nhà thờ đó, cho nên là mình mới thấy cái khẩu hiệu này. Giờ để mình đi vô đây. Cũng thấy cái chỗ The Fritz này ở phía sau lưng mình là người ta đang xếp hàng để chờ vô ăn á. Cái chỗ này là mỗi lần là cho 14 người, mỗi người là chỉ có 15 phút để ăn thôi. Đó, cho nên là chắc là mình không có xếp hàng mình vô đâu. Mình nghĩ là cái đồ ăn trưa ở đây thì cũng đàng hoàng lắm á, đầy đủ dinh dưỡng á, chứ cũng không có tạm bợ đâu. Cho nên là mình chỉ xin phép là mình quay ở ngoài thôi nha. Đó, tại vì nhiều người xếp hàng đông lắm. Đó, mình không có đủ cái thời gian để mình đi vô bên trong rồi mình quay bên trong, tại nhiều khi vô cũng không có quay được các mọi người. Bên đây là có cái luật privacy cho nên là mình rất là kỵ mà quay mặt mũi của người ta nếu mà không có sự đồng ý của người khác. Đó, người ta bắt đầu cho người vô ăn rồi đó mọi người. Đó, mình thấy bắt đầu mở cửa cho đi vô rồi đó. Rồi, mỗi người có 15 phút để ăn, một lần 14 người nha. Mình đang đứng ở phía bên kia đường của cái chỗ Prairie Ham Reduction nè, kế bên cái chỗ STC Health Center đó. Mình tính vô cái chỗ đó nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình thấy chỗ STC Health Center thì mình lại nhớ hôm bữa là mình có nói với mọi người là cái chỗ mà đổi kim tiêm á, cho nên là mình thôi chắc mình không vào, nó có vẻ nó không an toàn lắm. Đó thì mình chỉ quay một vòng cho mọi người thấy thôi, chứ chắc mình xin phép mình không có vào nha, tại mình thấy nó cũng hơi không có an toàn lắm á. Mình đang ở phía bên kia đường của cái chỗ The Lighthouse á mọi người. Cái chỗ này là cũng cung cấp thức ăn nè, đồng thời là cung cấp luôn cái chỗ ngủ luôn á. Đó, The Lighthouse 227, 209, đường số 20 chứ, 227 đường số 20. Đó thì bạn thấy một cái tòa nhà cao tầng nè, đó trong đó là có nhiều chỗ ngủ. Rồi cái chỗ ăn uống rồi vệ sinh này nọ luôn á, dành cho những người vô gia cư nha. Thì hồi nãy giờ hai ba chỗ mà mình đi á thì mình thấy một cái đặc điểm chung, đó là ở phía trước là nó thường là có cái trạm xe bus. Chắc là mình nghĩ là người ta cố ý để giống như là những ai mình đi lấy đồ ăn á thì thường là họ hoàn cảnh khó khăn thì chắc là họ không có xe, đa số là vậy. mình không nói hoàn toàn. Cho nên là thường là người ta sẽ đi xe bus để tới để người ta xin thức ăn. Bởi vì là bên đây là những người mà thu nhập thấp hay là không có thu nhập thì cũng có thể xin được mua cái vé xe bus giá rẻ, thì dù sao nó vẫn kinh tế hơn là có một chiếc xe, đúng không? Ngoài ra cái đặc điểm thứ hai mà mình thấy là khá nhiều người bản địa, người First Nation đó, mình không có gọi họ là người da đỏ nha, tại vì bên đây thì không có xài những cái từ đó. Mình cũng thấy các địa điểm này là chủ yếu tập trung ở khúc đường 20 ở downtown Saskatoon. Chắc là toàn bộ các nơi họ tập trung ở một chỗ, chắc là để cho mọi người dễ tới đó, rồi nhiều khi đi bộ tới lui giữa những cái chỗ đó nó thuận tiện hơn. Video ngày hôm nay của mình là xin tạm ngừng ở đây. Chủ yếu mình đi một vòng để cho các bạn thấy là ở thành phố Saskatoon cũng có rất là nhiều những cái tổ chức mà họ sẽ quyên góp thức ăn rồi quần áo này nọ, rồi sau đó là họ phân phát lại cho những người mà thật sự cần đến nó. Bên đây người ta không có xét tới cái yếu tố là bạn giàu hay nghèo bạn mới được vào xin nha. Mình thấy là bất cứ ai vào thì người ta không có hỏi tên tuổi hay là nhìn quần áo gì hết á, chứ không phải là giống như một cái cô gái nào mà đi xin cơm nhưng mà chạy xe SH gì đó là bị đuổi về nha. Mình xin tạm ngừng video clip của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, take care. Nhớ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, share, nhấn ngay nút subscribe và đừng quên bấm nút cái chuông nha.